mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Kịch bản của Nam Anh có lặp lại với Nam Em tại Miss World Việt Nam 2022. Fan lo lắng một điều. Được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật hút truyền thông tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nhưng Lễ Nam chỉ giật chân ở top 16. Sự thất bại của người đẹp khiến khán giả lo ngại, em gái cô là Nam Em cũng chỉ là thí sinh nhằm thu hút khán giả ở Miss World Việt Nam. Hành trình của Lễ Nam đã chính thức khép lại ở vị trí top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đây là một kết quả gây sốc với người hâm mộ nữ người mẫu. Bởi họ cho rằng người đẹp có thể tiến sâu hơn bởi cô đoạt đến 2 giải phụ và liên tục vào top ở chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Việc dừng chân của Lễ Nam khiến không ít người cho rằng cô chỉ là con bài truyền thông thu hút khán giả của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau Lễ Nam, nhiều khán giả lo lắng cho Nam Em. Liệu người đẹp này có dừng chân sớm tại Miss World Việt Nam sau khi lọt vào top 38? Nam Em được biết đến là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016. Thời đó, cô nổi bật với thân hình thon gọn, gương mặt khả ái và phong thái tự tin giúp Nam Em chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Không chỉ thế, cô còn gây chú ý hơn vì mang nét đẹp đoan trang khá giống hoa hậu Đặng Thù Thảo. Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, người hâm mộ còn biết đến Nam Em với vai trò là một trong những nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng trong làng giải trí Việt. Người đẹp còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, da diết và đậm chất bolero. Trước đây, Nam Em cao 1m71 và số đo cơ thể là 82, 61, 89. Với chiều cao lý tưởng và vóc dáng thon gọn, Nam Em được đánh giá là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt. Tuy nhiên, giữa tháng 9 năm 2018, người đẹp Tiền Giang gây bão dư luận vì xuất hiện với thân hình nặng hơn 65kg sau cú sốc tình cảm. Đến với Miss World Việt Nam, Nam Em có lợi thế về mặt truyền thông và được đông fan hâm mộ ủng hộ. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện sau nhiều lần lận đận ở các cuộc thi nhan sắc. Ngoài lợi thế trên, Nam Em còn có kinh nghiệm thi đấu ở các đấu trường sắc đẹp. Cô từng lọt vào top 38 Hoa hậu Việt Nam 2014. Đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2015, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, giành huy chương vàng Hoa hậu ảnh tại Miss Earth 2016. Thành tích này khiến cô trở thành đối thủ đáng gờm của các thí sinh tại Miss World Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, người đẹp cũng gặp không ít bất lợi. Cô có đời tư ồn ào, thị phi bổ vây về những phát ngôn cũng như đường tình cảm. Cộng thêm Nam Em hiện tại sức khỏe không ổn định, khó bắt nhịp cuộc thi cũng như vào đêm thi gần nhất của Miss World Việt Nam, cô xuất hiện với thân hình kém thon gọn. Đây là một bất lợi khá lớn để người đẹp tiến vào top sâu hơn. Tuy nhiên, trước việc dừng chân khá sớm của chị gái Lệ Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nam Em cho thấy cô đang quyết tâm hơn. Người đẹp mời siêu mẫu Minh Tú huấn luyện khách quát. Cô cũng luyện tập ăn kiêng để lấy lại vóc dáng. Những nỗ lực của Nam Em liệu có giúp cô đạt danh hiệu tại cuộc thi Miss World Việt Nam? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.